rồi. Chào các cô gái. Ôi, một phong cách trang điểm mới. Rapunzel phải gọi Mavis ngay mới được. Dậy nghe điện thoại đi Mavis ơi. Ai mà làm phiền sớm vậy? Ồ, trang điểm ư? Mavis thích rồi nhé Rapunzel. Cửa hàng làm đẹp chào đón các cô gái. Ôi nhìn này, đồ trang điểm mới tuyệt làm sao. Ngạc nhiên chưa? Đúng rồi, chúng ta sẽ tự tạo nên một vòng quay cảm xúc. Mỗi cảm xúc tương ứng mỗi phong cách trang điểm nhé. Elsa đã sẵn sàng rồi đây. Phong cách công chúa. Oh yes. Tuyệt quá. Bắt đầu với kẻ mày và mi nào. Thêm chút phấn má, chút môi son, dặm thêm chút phấn mắt nữa là xong rồi nhé. Còn tóc ư? Đơn giản thôi, chỉ có thể là một mái tóc vàng dài ống mượt. Rapunzel cũng bắt đầu vòng quay rồi. Ôi, phong cách yêu thương. Okay. Vui quá. Rapunzel đã có nét nên chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng thôi nhé. Hy vọng cô gái sẽ thích phong cách này. Ôi, ngọt ngào quá đi. Giờ thì nhuộm tóc hồng nào. Chúc Mavis may mắn. Trang điểm thôi. Trước tiên hãy nhuộm hồng lại da đã nhé. Wow, một phong cách thật ấn tượng. Ôi không, xin lỗi, chúng ta sẽ bắt đầu lại nhé. Thêm chút nhũ mắt nào. Ôi, bà biết thật tỏa sáng. Còn tóc ư? Đã có thuốc nhuộm đây rồi. Bắt đầu nào. Làm đẹp cực ghê. Nhưng kết quả thì cũng cực mỹ mãn nhé các bạn. Ồ, nhiều váy đẹp quá. Nhưng hình như không có chiếc nào phù hợp với các cô gái cả. Buồn ghê. Ồ, tại sao chúng ta không nhờ sự giúp sức của nhà thiết kế nhỉ? Ok. Váy của Mavis là phải thật ma mị với hai sắc đỏ đen nhé. Wow.
váy của Rapunzel thì nổi bật với sắc cầu vồng rực rỡ các bạn ạ. Thì trung thành với những thiết kế xanh biển, ánh tím kiêu sa và đại cát. Váy đã sẵn sàng. Các cô gái có thích không nào? Chẳng mấy chốc mà chúng ta sẽ trở thành những thần tượng trên TikTok nhé. No. Yes. Xinh quá Elsa ơi. Yes. Rapunzel sẽ chọn chiếc váy nào đây? Oh. À, váy cầu vồng nhé. Cô gái yêu quá đi. Thật tuyệt. Oh yeah. Thiết kế cuối cùng là dành cho Mavis. Tuyệt quá này. Nhưng chúng ta còn một điều bất ngờ nữa. Đó chính là những đôi cánh đầy màu sắc. Cảm ơn nhà thiết kế. Giờ thì quay TikTok thôi các bạn ơi. Ôi, pin yếu rồi. Đừng lo, sạc dự phòng đây Mavis. Quay tiếp nào. Ai ai cũng thật duyên dáng. Tuyệt quá. Chào ngày mới. Nhanh chân tới lớp nào. Những tiết học thú vị đang đợi các bé. Bye bye. Tạm biệt các bố mẹ. Ồ, nhìn xem, các bạn ấy có bình sữa xinh quá. Ok. Chúng ta phải mượn chơi một lúc mới được. Thích quá. Hãy trả bình sữa lại cho chúng tớ. Có chuyện gì thế? Đừng khóc nhé. Cô hiểu cả rồi. Cô sẽ tặng cho các con một ngôi nhà bình sữa cầu vồng tuyệt đẹp. Hãy cùng cô trang trí căn nhà nào. Một không gian chỉ dành riêng cho các em bé ngoan. Yes. Vào nhà thôi. Đây sẽ là phòng ngủ nhé. Đúng rồi, cửa sổ thì đặt ở đây. Còn nôi song sinh thiên thần thì đặt ở đây nhé. Yêu quá. Ồ, một quà phép thuật. Bên trong nó có gì nhỉ? Một chiếc cầu trượt, xe ngựa gỗ, bể bóng. Oh yes. Nhiệm vụ của các bé là nhanh tay sắp xếp khu vui chơi đặc biệt này nhé. Hoàn thành rồi. Dễ thương quá.
có yêu bồn tắm cầu vồng không nào? Rực rỡ lắm đi. Ôi thích quá. Đôi thiên thần mới sinh làm sao? Ôi các bé ngủ mất rồi. Yêu lắm nhé. Thiên thần luôn ở bên các con. Ngủ ngoan nhé. Yêu các con nhiều lắm. Các em bé yêu dậy rồi này. Dậy. Vừa học vừa chơi thật là vui nhé. Tuyệt quá. Ồ, tranh giành nhau là không tốt đâu. No. Các bé ngoan là không làm thế nhé. Cùng ảnh tù tì theo cô nào. Chuẩn bị. Bắt đầu. À, người chiến thắng đây rồi. Vui quá, con sẽ được chơi trước ạ. Các con hãy chơi thật vui nhé. Ôi không. Phải vào tắm thôi. Sữa tắm đã sẵn sàng. Các em bé cũng vậy. Bé yêu là không sợ tắm nhé. Xong rồi. Lâu khô người thôi. Cô đang chuẩn bị váy áo cho các bé. Đợi cô nhé. Đó sẽ là những trang phục thật giản dị và tiện dụng nhé. Đính hạt lấp lánh nào. Quá tuyệt. Ôi ngôi nhà bình sữa. Chúng con cũng muốn ạ.